Cảm ơn Lan Thơ, kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của khuya ngày 24, thì mình cũng bán hàng cho ngày mai là ngày 25 tháng 3 năm 2022. Thì mình có một số hàng thuần gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Thì tất cả hàng mình trồng thuần đi qua gửi định là trồng trên những cái chậu hoàn chỉnh cho các chú anh chị mình luôn. Giờ chỉ cần mình treo lên mình chăm, không thêm một cái bước xử lý nào nữa hết. Thì cái giá mình bán mình bao cước vận chuyển toàn quốc cho các chú anh chị mình luôn nha. Giờ chỉ cần mình trả một lần tiền như trên đây mình báo, thì đóng hàng là đóng luôn nguyên cái chậu cho các chú anh chị mình. Đóng cái giá thể này mình cố gắng mình đóng là nó sẽ không rớt ra ngoài cho các chú anh chị mình luôn nha. Về chỉ cần mình cắt dây rút cố định ở dưới đít chậu hoặc khúc gỗ trước khi mình lấy cây ra, mình cố định vô thành thùng đó để cho nó đừng có va chạm mà nó hư cây đó. Thì mình đóng, cố gắng mình đóng cái giá thể không rớt ngoài luôn. Thì sau đây mình cũng xin vô chi tiết cá hình. Các chú anh chị nào mình ưng hình nào chú đó liên hệ mình qua số điện thoại 0769 385 164 ghi trên tiêu đề, hoặc kết nối Zalo 0766 837 646. Mình đặt hàng nó dễ hơn, hoặc là mình trò chuyện trao đổi gì đó thì nó không có tốn tiền. Sau đây mình cũng xin vô hình số 1. Làm gì nó hơi trễ các chú. Rồi, tiểu hồ đẹp gừng, kể cứng chậu luôn. Này cái loại này nó nhỏ con vậy đó chứ không phải là nó nhỏ, nó lớn rồi. 110 cho hình số 1. Rồi qua hình số 2. Số 2 là dáng hương đuôi tròn. Đó, rễ cứng chậu rồi. Thần nguội cái chậu tròn là rất là lâu rồi các chú. Tròn với cáo rồi đó, thần lâu lắm. Để nó ra rễ ok, bám vô giá thể thôi gì là lâu lắm. Rồi hình số 2 180 ra bao ship. Hình số 1 110 bao ship luôn đó. Hình số 3 hỏa hoàng cam, cái lớn 130k bao ship cho hình số 3. Giờ mình đọc theo hình nữa các chú ơi. Giờ có số hình khách chốt rồi nên giờ mình đọc theo hình nha. Hình số 4 hỏa hoàng cam 130k bao ship. Mình đọc hình nào các chú anh chị mình chốt hình đó giùm mình nha. Hình số 4. Hình số 5, một con trâu chuẩn gừng Buông Đôn. Hàng gừng không tránh khỏi lỗi lá gì đâu, nó là bị sâu chia ăn trên gừng mà lâu rồi chứ nó không bị gì nó hết, nó đứng rồi. Bên đây là cái lá này nó bị ăn nắng. 130k bao ship cho hình số 5. Rồi hình số 6. Số 6 là cái quẩy rồng. Quẩy rồng này tới tháng 4 đổ lên là đậu sổ hoa hết cho các chú anh chị mình. Những cái thân trắng trắng là sổ hoa hết. Thân tơ đó, trắng trắng là thân tơ đó. 120k bao ship cho hình số 6. Rồi hình số 7. Số 7 là hải yến. Hải yến cái lớn đó, rễ ăn cứng chậu luôn. Hải yến 110 bao ship cho hình số 7. Rồi qua hình số 8, hoàng nhãn tháng 4 chuẩn người Buôn Đôn. 150k bao ship. Rồi hình số 9. Số 9 là cái quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lăng hương, rễ nó ra tua tủa hết trơn rồi. Quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lăng hương. Cây lá xếp lá ngắn không đó. Dòng này hoa thơm cực kỳ, hoa ngà ngà chứ thơm cực kỳ, nó không trắng tinh đâu, nó không trắng ngà 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 mà nó thơm lắm. Hình số 9 250k bao ship. Rồi hình số 10, số 10 thì mình về mình sưu tầm cho có loại này loại kia thôi nha, chứ này là cây nhỏ, hoa nó cũng nhỏ luôn. Lan hoàng yến, rễ này ra trắng phiếu chứ. Rễ ra trắng phiếu chứ. Không có chỗ nào mà không ra rễ hết. Rồi, mình hàng sưu tầm nha, hình số 10 70k gộp đơn giùm mình. Hình số 10. Có 70k không có bao ship được nha các chú. Lan hoàng yến, cái này là sưu tầm thôi, hoa nhỏ nha, hoa nó không lớn đâu. Hình số 11. Cẩm cù lá xoài, hoa màu đỏ. 120k bao ship. Hình số 12, cẩm cù lá tiểu. Dòng này hoa thơm cực kỳ. Nói chung hai loại này loại nào cũng thơm nhưng mà là lá tiểu này thơm hơn. Đó, 120k bao ship cho hình số 12. Rồi qua hình số hình số 15. Đó, mình đọc hình nào các chú anh chị mình ưng thì mình chốt hình đó, hình số 15. Thiên Nga nâu đốm.
thiên nga nâu đốm 130k bao ship, hình số 16 là thiên nga vàng 130k bao ship. Rồi hình số 17 là cái kiếm xích ngọc 150k bao ship. Hình số 18 là kiếm bạch ngọc 150k bao ship, hàm gốc đang lên kiếm bạch ngọc. Hình số 19 ấy, hình số 19 hết rồi, hình số 20 là 120 bao ship, kiếm bicolor hay gọi là kiếm hai màu để mức cược, hàm gốc lên đưa tỏa. Hình số 21 kiếm thái hòa số 120 bao ship. Hình số 23 là cái này hổ bì chứ không phải là giả hổ, hổ bì hay gọi là giả hổ chứ không phải là cái phượng vĩ nha các chú, phượng vĩ là nó khác. Đây là quay phượng vĩ cho các chú anh chị xem luôn. Đây là phượng vĩ nè, nó nhỏ hơn, nó khác xa luôn. Lá nhỏ, lá ngắn, khác xa nha. Không phải đâu, phượng vĩ nè. Cái này mới là phượng vĩ. Đây phượng vĩ đây. Cái này mình đem về mình dâm, mình để cho nó ra rễ, mình mới trồng một chiếc hàng rào nè. Này phượng vĩ nè nha. Đây. Đó, nó khác xa nha. Không có giống chút nào hết á. Đó, gọi này hổ bì ha, gọi giả hổ nè. Đó. 130 bao ship, hình số 23. Hình số 24. 24. Ấy hình số 25, hình số 25 là đùi gà vẹt. 150k bao ship mới cược luôn. Hình số 25. Chuẩn bị số hoa đó, hình số 26. Hình số 26 là đùi gà tròn. Ừ. Ngon lành ha, mới cược luôn. Sưng mắt còn quá trời rồi nè. Nói chung là thằng tơ sưng mắt chứ. 160k bao ship cho hình số 26. Rồi hình số 27. Tiểu hoàng đỏ hay gọi là gián thu. 130k bao ship. Cây lớn nha. Ghép hình thác đổ. Hình số 27. Rồi hình số 28, hoàng nhãn tháng 4 chuẩn gừng đôn. 150k bao ship. Hình số 29 là gián hương tam bảo sắc hoa vàng, cây lá ship. Lá ngắn, cực kỳ đẹp. Cây lá ship lá ngắn không đó. Rễ khỏi phải lo, rễ ăn trứng ngắt vô đây luôn rồi. 150k bao ship cho hình số 29. Hình số 30, một con trâu chuẩn gừng muôn đôn. Trâu muôn đôn thì thơm, không trâu nào qua nó chứ. Tuy nhiên nó mắc, thì có chú anh chị mình cân nhắc. Thì chung này mình bán tương tác chơi thôi chứ. Vậy có chú anh chị mình sọ, mình chăm. Nó giờ bán tương tác chơi nha. 130k bao ship cho hình số 30. Hình số 31 là quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lân hương. Cây lá ngắn, lá ship không đó. Nguyên cái bản gỗ này gỗ lũa, rễ thì tua tủa cho rễ nó bấm cái ngắt vô gỗ lũa luôn rồi. Đó, 230k bao ship cho hình số 31. Rồi hình số 35 là quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lân hơn. Hình số 35, cây lá ship lá ngắn không. Đó, ship cực kỳ đẹp luôn. 250k bao ship cho hình số 35. Rồi hình số 37. Hình số 37 là cái vũ nữ hoàng hậu xanh. Vũ nữ hoàng hậu xanh nha. Đó, 130k bao ship. Hình số 38. Ê. Nãy giờ như mình lộn hay. Vũ nữ hoàng hậu xanh hình số 36 này cao chú, hình số 36. Rồi. Hình số 37 nè. 37 là nghệ tâm nè. Đó. 130k bao ship, dòng này thường gọi là thạch học duyên dáng, thân nó nhỏ nhưng mà hoa nó to.
hình số 38, dáng thu, cây lá mít đó, dáng thu. Rễ thì các chú anh chị bao rễ luôn, các chú anh chị khỏi lo, 150k bao ship. Hình số 38. Hình số 39 là dáng thu luôn. Đó, 150k bao ship. Cây lá ship cực kỳ đẹp luôn. Lá mít luôn. Hình số 39. Rồi hình số 40 nè. Mỹ dung dạ hơn, 180k bao ship. Để dùng ra hơn 180k bao chip cho hình số 3, số 40. Rồi hình số 41 là dáng hương nuôi trồn, 150k bao chip dáng hương nuôi trồn. Rễ tua tỏa cho này, bám vô gỗ luôn, bám vô gỗ luôn. Hình số 41. Rồi hôm nay Hoa Lan thơ mình có một số mặt hàng gà đến cho các chú anh chị sưu tầm. Các chú anh chị mình đơn hình nào chốt đó liên hệ mình qua số điện thoại 0769385164 ghi trên tiêu đề. Đó. Các chú anh chị mình đơn hình nào chốt mình đó liên hệ mình qua số điện thoại trên nha. Hoặc là kết nối Zalo 0766837646 mình đặt hàng nó dễ hơn. Đó. Các chú anh chị nào mình xem video chưa bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.